Thế thì bây giờ các bạn để ý này, vòng ngực tôi cho là 93. Thì các bạn này, nếu như bây giờ ta thiết kế hình vuông vào đây 93, thì tí nữa ta lấy vào đây cái đường sống sau đây, vòng ngực này sẽ bị âm âm mất đoạn này, âm mất đoạn này này. Thế thì vậy là khi thiết kế tôi sẽ gì, đây tôi cho này phân giữa chạm, thì tôi sẽ bằng là 93 chia cho 2 bằng 46,5. 46,5 thì tôi phải cộng thêm thằng này nữa. Đấy, vậy khi tôi thiết kế là tôi sẽ thiết kế 48. Nhớ nhá. Có hiểu này không? 48 nhân lên là bằng bao nhiêu ạ? 96 đấy, mà trong đó khi chúng ta làm là có vòng ngực có 93 thì các bạn phải hiểu rằng là nó trừ đoạn này đi. Đấy, về khung phải cộng rộng ra 1,5. Đấy. Các bạn lưu ý. Bây giờ chúng ta gì? Làm đâu tôi sẽ minh họa cho bạn, các bạn để các bạn có thể hình dung được tại sao nó lại trừ đi, ngắn đi như vậy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế gì? Giá 69 này. Và rộng chúng ta là 48, 48 chia 2 là bằng 24. Nào, áo sơ mi mà ra hết. Nào. Đây, tôi làm một nửa này. Ok. Đây là như là áo sơ mi các bạn làm thôi. Để nó từ áo sơ mi cơ bản thôi, nó không cái gì nó kinh khủng cả. Chúng ta vẫn làm, tôi đang dẫn các bạn đấy. Nhiều bạn học đây rất học lớp tôi lớp dạy đã biết rồi đấy. Đây là ngang cổ đúng không? Và dài áo và rộng áo rồi. Tiếp bước 2 là gì? Xác định ngang cổ. Ngang cổ đây tôi cho với bao nhiêu? 19. 18.5. Nào, ngang cổ bằng 18.5 thì chúng ta chia 2 thì chúng ta được gì nhỉ? Được bao nhiêu ạ? 9.25. Vậy là chúng ta được ngang cổ rồi. Được chưa ạ? Và tôi sẽ cho tất cả đây là từ HPS. Đây là HPS. Và bước 3 là gì ạ? Các bạn còn bạn nào chưa hiểu cái HPS đâu? Tại vì nếu là bạn nào mà không 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 chưa hiểu HPS thì tôi sẽ giải thích thêm một chút. Cái HPS là viết tắt của chữ High Point Shoulder ấy, chính là điểm gì? Đây này, chính là điểm cao cổ nhất. Có nghĩa là cái đường gập vai sau rồi người ta sẽ đo điểm cao nhất này này. Nằm ở đây nó là gì? Điểm nằm giữa của đường vai con thân sau và vai con thân trước. Nó nằm ở giữa. Sau khi gập qua đường gập vai thì điểm cao nhất đấy chính là điểm HPS. Nếu bạn nào đã học trường lớp rồi thì các bạn đã hiểu rất dễ cái đấy. Tiếp là chúng ta sẽ gì? Copy từ đường HPS xuống. Chúng ta lấy cho tôi sâu cổ sau. Sâu cổ sau các bạn lưu ý này, sâu cổ sau của áo sơ mi hay là áo một lớp thì chúng ta lấy trung bình từ 1 đến 1,5 à đến 1,5 đến 2. Còn đối với áo jacket hay là áo vest hai lớp thì chúng ta có thể lấy từ 2 đến 2,5. Các bạn nhớ nhé. 2 đến 2,5. Trong trường hợp này tôi cho sâu cổ tôi lấy là 2.5 đi. Đây là sâu cổ. Sâu cổ sau 2,5 và bạn nối với tôi đây giống như y áo sơ mi hay là bất kỳ áo gì các bạn học đấy, nó chỉ khác thông số này thôi. Rồi, là việc đầu tiên. Bước tiếp theo là ta xác định gì ạ? Xuôi vai. Xuôi vai. Xuôi vai đây chính là từ đây, đây người ta gọi xuôi vai này, gióng ra đây vuông góc người ta lại gọi từ đây xuôi, gọi xuôi vai. Các bạn nhớ nhé. Xuôi vai thì ai biết rồi. Xuôi vai thì thông thường là xuôi vai ta sẽ lấy bằng rộng vai chia 10 nếu như không có thông số. Còn nếu trong tài liệu người ta cho thông số thì các bạn vẫn phải áp luôn thông số đó. Hai nữa, đối với đặc biệt đối với áo vest. Áo vest thì các bạn lưu ý là áo vest một lớp blazer hay là áo hai lớp ép mách, ép mùng và có ken vai. Nếu như có ken vai, các bạn lưu ý chúng ta xuôi vai sẽ bằng thông số đó chia cho 10 đó, xong chúng ta phải gì? Hạ sâu xuống nữa để bù cho cái ken vai đó. Thì áo vest thường là áo đẹp, áo thì người ta hay cho ken vai mỏng hay hay dày nhưng chắc chắn là sẽ có, trừ khi là áo áo chúng ta áo một lớp. Thế vì vậy chúng ta phải cộng thêm cái độ ken vai vào nhé. Các bạn nhớ bạn nào ấy tắt tắt hộ mình cái ồn quá. Xuôi vai là ta lấy từ đường đây HPS xuống. Trong trường hợp này tôi cho là rộng vai bằng 43 chia 10 cho bạn bằng 4,3 và bạn sẽ cộng thêm cho tôi tối thiểu 0,7 đến đến 1 phân bù vào cái ken vai ấy.
Tất nhiên trên vai thì tùy vào độ dày, nhưng ta cứ cộng sâu một chút, áo vest nó hơi xuôi xuống một chút rồi. Ta lấy khoảng 5, ok. Vậy là ta có xuôi vai bằng 5 phải không? Và ta làm giống y như áo sơ mi, t-shirt, jacket đều thế. Rộng vai vẫn bằng thông số chia 2. Rộng vai bằng bao nhiêu? Rộng vai 43 là bằng 21.5. Vậy tôi nói trước rồi là chúng ta đang thiết kế thông số net, có nghĩa là chưa cộng độ dư co hay là tính của co của vải hay như nào cả. Chúng ta cứ thiết kế đủ đã, còn sau này chúng sản xuất chúng ta sẽ tính sau. Khi vải về chúng ta sẽ test độ co, xem độ dày của vải, độ co rút của vải, ép mùng hay là ép mích, mích giấy có qua cán cán mích qua máy ép không hay ép bàn là. Khi đó chúng ta sẽ tính được độ co cả vòng để ra xử lý sao cho khi may ra đảm bảo thông số trong tài liệu kỹ thuật, đúng không ạ? Tiếp tục chồm vai thì chúng ta lấy bình thường thôi, chồm vai thì chúng ta sẽ bằng, các bạn biết rồi. Một số bạn học ở đây thì tôi thì không cần phải giải thích, nhưng mà có một số bạn không học ở chỗ tôi thì chúng ta sẽ khó hiểu cái chỗ này. Thì các bạn cứ hiểu nôm là tổng mẹo cổ là bằng rộng vai chia 10 đó, thì chồm vai sẽ bằng rộng vai chia 10 trừ đi chính cái thằng này. Ví rộng vai chia 10 4,3 trừ đi cái này 2,5 rồi, chúng ta còn chồm vai phần 8 thôi. Tại vì thế ạ, phần 8 học tôi cho khoảng 2 phân được, khoảng 1.8. Đấy, chồm vai đó sao cho từ đây này, từ trên chỗ này xuống đến chỗ này chính là sâu cổ. Người ta ở trong miền Nam gọi là neo cổ, à mẹo cổ, mình gọi là mẹo cổ, trong miền Nam gọi là neo cổ ấy. Từ đến đây này thì ta vẽ thằng sau này thì chính là bằng rộng vai chia 10. Từ đây rộng vai chia 10, rộng vai chia 10 đó là mẹo cổ. Thế mà đây ta có cao cổ bằng 2,5 rồi, thì chồm vai sẽ bằng tổng thằng mẹo cổ này trừ đi cao cổ sau. Hay nói một cách khác là cao cổ sau này cộng với chồm vai từ đây đến đây thì ra được cái mẹo cổ đây. Đấy, đây tôi sẽ vẽ luôn cái cổ các bạn thấy đây, giữa thân sau đây, nhớ nhá, thân sau nối lên đây, thì đây chính là gọi là sâu cổ của thân sau. Đây các bạn thấy này, tôi nhắc lại là tôi không dạy phần mềm vì là tôi đây là đối tượng này là những đối tượng đã sử dụng phần mềm rồi, còn bạn nào chưa biết thì các bạn có thể ghi thôi để hiểu phương pháp thôi, để làm thủ nó có thể làm thủ công, các bạn có thể làm tay, nhưng đây là gì đấy. Để tôi thấy chứng minh cho các bạn rằng là nó từ áo sơ mi mà ra thôi, không có cái gì cả, không có gì ghê gớm cả. Nghe nói từ vest thì nghe thấy nó ấy, chứ còn các bạn áo sơ mi mà cứng rồi thì chúng ta làm đơn giản thôi, có gì đâu, có thể là cách đây một chút không sao cả. Đây chính là cổ đằng sau, chính từ đây, đây từ đường này này, đây này. Từ đây xuống đây người ta gọi là neo cổ, ở trong miền Nam gọi là, mình gọi là mẹo cổ, trong miền Nam gọi là neo cổ sao đấy. Thì các bạn nhớ này, khi gặp cái đường này qua đây thì từ đây người ta gọi là cao cổ sau đấy, hay gọi là sâu cổ sau cũng được. Thì cái mẹo cổ từ đây ra đây xuống đây sẽ bằng thằng này cộng với thằng chồm vai chéo này, nó có thể lệch nhau một đi kẻ đó. Thế thì khi ta biết được cái thằng keo cao cổ này rồi, lại biết từ đây xuống chỗ này lại bằng rộng vai chia 10, thế thì chồm vai sẽ bằng công thức, các bạn nhớ là cái này sẽ dùng cho mãi mãi cái áo luôn. Chồm vai này sẽ bằng mẹo cổ từ đây trừ đi cao cổ sau thì ra được cái chồm vai này đấy. Các bạn có thể áp dụng bất kỳ áo nào, từ áo sơ mi, t-shirt, sơ mi nam, sơ mi nữ. Ví dụ áo sau sơ mi nữ rộng vai bằng 37 thì cái mẹo cổ từ đây là 3,7. Tôi cho cao cổ của áo sơ mi nữ là 2. Thế vậy 3,7 trừ 2 thì chồm vai còn phân 7. À, ví dụ thế, jacket rộng vai 50 thì cao cổ đây bằng 50. Từ đây đây mẹo cổ bằng 50. 50 chia 10 bằng 5. Tôi cho cao cổ này bằng 2,5, vậy chồm vai sẽ bằng từ đây đây rộng vai chia 10 bằng 5 đó trừ đi 2,5, vậy chồm vai còn 2,5. Đấy là cái này chúng ta dùng bất kỳ cái áo nào. Trong trường hợp mà chúng ta không có thông số để xác định thì ta cứ vận dụng cái đó ta làm. Còn trong trường hợp người ta cho thông số rồi thì chúng ta không dạy gì mà bắt óc đi mà tính toán làm gì cả, cứ bậy ra mà làm thôi. Đấy, chúng ta phải biết là gì, khi đi học thì chúng ta nên học những cái thứ gì mà để xảy ra trường hợp là không có để ta vận dụng, còn trong tài liệu nó cho rồi thì chả phải vận dụng cái gì hết, cứ thế mà làm, đúng không ạ? Đây là xong, thứ nhất là xong được đường cổ thân sau, chồm vai. Đấy, tiếp bây giờ ta xác định nữa, các bạn xác định
hạ nách. Nào, hạ nách các bạn ghi nhé. Hạ nách. Hạ nách chúng ta sẽ bằng, thường thường sẽ bằng vòng ngực chia 3. À quên, xin lỗi, vòng ngực chia 2. 1/2 vòng ngực tính từ giữa sau. Ví dụ là trong trường hợp này chúng ta sẽ là bằng 48 chia 2 bằng 24, tính từ giữa sau đâu? Giữa sau đây. Ta lấy từ giữa sau số khoảng 24 phân. Đấy. Còn nếu bạn nào mà thấy thích là mặc sát hơn nữa thì các bạn có thể đẩy lên. Nhớ nhé, cái áo vest này khi mà đây tôi đang dạy các bạn cái áo cơ bản để các bạn vận dụng cho được các đối tượng. Còn sau này đi làm vest cho các doanh nghiệp, họ cho bao nhiêu thì ta phải làm bấy nhiêu. Nhớ nhé, khác nhau hoàn toàn nhá. Tôi đang dạy các bạn cơ bản để các bạn vận dụng linh hoạt cho từng đối tượng. Còn đi làm doanh nghiệp, đối tượng nào tôi không biết cho thông số là các bạn phải làm, không được phép làm sai. Không phải là thầy dạy cơ bản xong rồi người ta cho là bọn em thích cơ bản của ông ấy dạy cơ thì chết vỡ mồm ngay. Các bạn phải theo khách hàng là thượng đế, quy định nào ta làm thế. Còn đây là cơ bản tôi cho tương đối bình thường, tương đối rộng đấy. Còn nếu mặc sát nữa các bạn có thể cho nuôi lên, tùy các bạn, đúng không? Đây là cũng dáng thanh niên rồi đấy, không phải ông già đâu, ông già có thể sâu nữa, đúng không? Đây ta hạ nách. Và các bạn lưu ý này, nếu như hàng kỹ hơn nữa ở cái doanh nghiệp thì nó sẽ cho cái thông số chúng ta là kích ngực ở đây này, nó khống chế cho chúng ta cái kích ngực ở đây để ta lượn nách phải qua đây, hoặc là thân sau cũng vậy phải qua đây, chứ nó không cho tự do. Còn bây giờ tôi đang hướng dẫn các bạn là tự do để bớt được cái công thức tính đi, không là chúng ta quá nhiều công thức là chúng ta sẽ không nhớ đâu. Còn sau này chúng ta thạo rồi thì chúng ta sẽ ép nó vào để chúng ta thấy rằng là nó giống sơ mi đến, đến 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 rất nhiều luôn, 80% là giống sơ mi. Nào, bây giờ chúng ta nối đây, ta biết cổ thân gì đây, à, nách thân gì đây, thân sau nối từ đầu vai thân sau vẽ nách thân sau, thân trước vẽ nách thân trước, giống y áo sơ mi. Đoạn này là giống sơ mi rồi, tất cả từ đấy giờ đều là giống sơ mi hết, chỉ khác sơ mi là chúng ta chưa có cổ trước thôi, vì cổ áo vest nó không có cổ trước. À, bây giờ ta lượn này, thì các bạn đây, tôi cho các bạn lượn tự do bằng cách là gì? Chúng ta tạo một đường, kích thước vào đường này là gì ạ? Gióng đây để sau đó đầu vai này nó gần như vuông đúng không? Để ta vẽ M căn ra. Ok. Đấy, bạn thấy giống áo sơ mi không? Nó chả khác gì áo sơ mi, áo jacket hay là áo t-shirt. Chúng ta vẫn vẽ vòng cổ trước, à, lách trước hay sau. Sau đầu vai vuông. Đó. Để ta vẽ qua thôi nhá. Chúng ta học đây chủ yếu là phương pháp dựng hình thôi, còn đâu chi tiết nó đẹp hay là nó xấu hay như nào thì chúng ta sẽ tính sau. Đấy. Ta thêm điểm, nhớ là trong OpenText thì các bạn gì ạ? M chúng ta thêm điểm luôn, chúng ta không cần phải tính toán gì, cứ chỉ điểm nó sẽ tự thêm điểm vào vị trí. Đấy các bạn nhìn xem, thấy rằng nó giống các dạng áo cơ bản không? Tôi sẽ cố gắng làm sao cho các bạn làm gì bớt phải ghi công thức quá nhiều. Để chúng ta xác định được cách dựng dựng hình đã. Đây là giống áo sơ mi thôi. Cũng lách trước lách sau thôi, nó chả có cái gì khác. Không phải quá nhiều công thức là. Rồi, tiếp một điểm nữa, hạ eo từ giữa sau. Hạ eo đây ta sẽ tính nhờ. Đối với áo sơ mi nam, áo là đối với áo nam nhé, các bạn lưu ý này, dù dài đối với áo nữ, dù dài áo có dài đến bao nhiêu thì L size M áo nữ chỉ dài 36 37, nhớ nhá. Áo quan ta không đừng bao giờ quan tâm đến dài áo nhé, mà cũng đừng áp dụng quá máy móc cái công thức của nhà. Khi chúng ta học ở trường lớp là gì, dài áo bằng dài áo chia 2 cộng 5, nó chỉ đối đúng tuyệt đối với thông số của cụ thể, là ví dụ dài áo sau 2 sơ mi nữ là cơ bản đấy, chia cho 2 bằng 31 cộng với 5 bằng 36 là ok. Nhưng mà dài áo 70 cái là chết rồi, 80 cái 90 là vận dụng như thế là chết. Ta phải học nhân chắc học, đó là thông số cố định, đó là hạ eo là cố định, áo nữ là 36 đối size M, còn áo nam eo là 39 đến 40, nó tùy theo cơ thể mà. Thì đối với người Việt Nam ta lấy tầm khoảng 40. Đấy, 40.5 được. Đấy, size M, vậy ta có cái hạ eo. Và áo lam thì cho phép các bạn dung size
một chút không sao, nếu hạ eo sâu hơn 1 phân hoặc cao hơn 1 phân cũng không sao cả. Nhưng áo nữ mà các bạn lệch khoảng 2 phân là các bạn sẽ hỏng cái áo luôn, vì áo eo nữ mặc rất sát đúng không? Đấy, trong trường hợp này tôi đây là 40.5. D này. Đây các bạn thấy rằng nó sao nó giống áo sơ mi nam thế. Đúng không ạ? Đây xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái khung to như này. Bước tiếp theo là chúng ta tạo một cái khung rất to 100 đi. Cao 100. Ok. Xong các bạn cho chi tiết vào trong đây. Chưa ạ? Xong các bạn gì ạ? Biến chi tiết thành là đường nội vi. Design internal. Ta nếu biến nội vi luôn thì ta sẽ mất luôn cái gốc. Ta chọn vào là copy fit glow internal with internal, có nghĩa là biến thành nội vi rồi nhưng ta vẫn còn cái nữa. Đấy, để làm gì? Tôi sẽ gì? Bóc thân trước ra, căn chân B, bóc thân trước đây. À, tôi bóc thân sau đi. Nó có lách rồi. Thân sau, đây các bạn ý này. Thân sau. Để làm gì? Tôi được thân sau, xóa đi. Tôi dùng lệnh bao chuột xóa toàn bộ. Vậy ta có thân sau đây. Tôi lại lật chi tiết. Là gì? Tôi khớp vào đây. Nào, tôi khớp đây. Tôi dùng M work. Đó. Tôi lại biến chi tiết thành này là đường nội vi. Design internal và tôi chọn này đường nội vi xong. Và tôi để luôn luôn một thân tổng ra ngoài để sau này có mất hay làm sao tôi vẫn có cái làm. Đó, các bạn ý. Vậy tôi về mở thân sau rồi tôi xóa thân sau đi. Bên thân sau đây. Thân sau đây tôi không cần nữa. Ok. Xong rồi chúng ta gì tách. Ta có lệnh tách này. Các bạn một số bạn chưa biết thì tôi nói thêm đây please là tách đường bao của nội vi. Tôi tách đường này ra. Tách đường này ra. Đó, tách ra thì các bạn mới có thể xóa được, nếu không nó xóa lên tất. Đấy. Xong. Ở đây thì giống y như các bạn gì? Như là các bạn gì? Làm áo sơ mi thôi. Bây giờ ta kiểm tra chu vi gầm nách nào. Ctrl M để chúng ta gì? Thân trước ta cũng thấy nách ta phải lượn thật đẹp. Ctrl M nó giống y áo sơ mi. Nhưng chúng ta lần này chúng ta làm phải gì? Thật chuẩn xác và thật trơn thật đẹp. Nó là tay vét chỉ kim đồng hồ. Xong. Đây là ta đã xong gì? Cái nách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tiếp.